Nguyễn Duy Khánh sinh năm 1994, nhưng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nuôi cá tầm. Vốn phụ giúp cha mẹ nuôi cá, khi lập gia đình riêng, Khánh cũng theo nghề mở một trang trại cá tầm ngay tại xã Liên Rông, huyện Đam Rông. Trang trại chuyên nuôi cá tầm Siberia Lai Nga. Chủng giống thích hợp với nhiệt độ nước từ 20 đến 24 độ C, phù hợp với khí hậu Liên Rông. Vấn đề quan trọng nhất là nguồn nước, nhiệt độ với thức ăn của cá. Chủ yếu là nguồn nước là sạch, trong, rồi nhiệt độ là ổn định, nằm tầm khoảng từ 20 đến đó không? Từ 20 đến 24 độ. Là nhiệt độ con cá nó vừa thích nghi để nó sống. Nằm ngay dưới chân núi Hằng Nga, trang trại cá tầm của Nguyễn Duy Khánh rộng 5.000 m². Trang trại được chia làm hai phần rõ rệt. Phần đặt các bể nhựa composite tròn ươm cá bột, cá nhỡ và bể lớn xây bằng xi măng nuôi cá thương phẩm. 14 bể cá giai đoạn nhỏ với mật độ 700 con một thùng. Cá tầm là loài cá đặc biệt, chuyên sống ở những vùng nước lạnh chảy xiết. Vì vậy, thùng nuôi cá bột cũng đòi hỏi phải có hệ thống áp lực nước xoáy, tạo môi trường gần như giống tự nhiên nhất cho cá phát triển. Tới khi cá lớn hơn, cá sẽ được chuyển tới các bể tương ứng. Cá tầm từ khi nhập tới khi bán có 4 giai đoạn phát triển, phải chuyển tới 4 loại bể khác nhau, phải luôn đảm bảo mật độ cá vừa phải để tránh quá dày, cá va chạm, xây xác sẽ chậm lớn. Đầu ra thì hiện tại đầu ra nó cũng ổn định, thì cá thị trường Việt Nam là đang phát triển. Về thị trường cá tầm Việt Nam, giá hiện tại bây giờ là nằm khoảng 135 đến 140. Để đảm bảo vệ sinh môi trường nuôi, trang trại này còn xây một bể chứa nước thải, lọc nước chảy từ bể nuôi rồi mới xả trở lại suối. Cá tầm là loại khá kén nước, chỉ chịu được nước sạch, nên việc đảm bảo nguồn nước là vô cùng quan trọng. Trang trại xây dựng và bắt đầu thả cá từ tháng 4 năm 2020. Tới tháng 12 năm 2020, trang trại đã xuất bán được 2.500 con. Trọng lượng trung bình là 1,8 kg một con, tổng sản lượng khoảng 5 tấn, với giá 135.000 đồng một ký. Từ mức đầu tư ban đầu 7 tỷ đồng, theo tính toán sau 3 năm, Khánh có thể hoàn vốn ban đầu và sau đó có lãi. Tiềm năng phát triển nghề nuôi cá tầm ở Đam Rông còn khá lớn. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một ngành nghề mới, và qua tìm hiểu và qua một số hộ đã thử nghiệm nuôi thì nó cho cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Trên cơ sở cái nghiên cứu của cái báo cáo đánh giá và cái khảo sát của Viện Nghiên cứu Thủy sản 3, đồng thời qua khảo sát đã nắm được một số cái khu vực và có tiềm năng lợi thế về nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là nuôi cá tầm. Thì chúng tôi là đang là tiếp tục là theo dõi, phối hợp với là các xã để rà soát lại các cái khu vực để khuyến cáo hướng dẫn để các cái hộ, đồng thời là tham mưu ủy ban huyện để có kế hoạch trong thời gian đến để tiếp tục là hướng dẫn thu hút các cái hộ gia đình và các cái doanh nghiệp đến trên địa bàn huyện để là thu hút và phát triển nghề này. Thành công của những thanh niên trẻ ở vùng sâu vùng xa sẽ mở một hướng đi mới cho bà con trên địa bàn, cũng là cơ hội để địa phương thu hút những nhà đầu tư trên lĩnh vực nuôi cá nước lạnh.